Đêm qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra làm 3 kho xưởng liền kề nhau tại hẻm 224 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bị thiêu rụi. Phóng viên Trần Quyết đã có mặt tại hiện trường để thông tin về vụ cháy này. Ghi nhận tại hiện trường, hiện thì xưởng sản xuất kệ sắt giá đỡ và xưởng sản xuất mút xốp cũng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính diện tích rộng khoảng hơn 1.000 m². Do cháy lớn thì lửa cũng đã nhanh chóng lan sang xưởng sản xuất ống nhựa và khiến phần lớn diện tích của xưởng này cũng bị thiêu rụi. Sau gần 3 giờ đồng hồ khẩn trương thực hiện dập lửa của hàng trăm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng hàng chục xe chữa cháy, ngọn lửa mới tạm thời được khống chế. Trước đó, theo một số nhân chứng, vào khoảng 20 giờ thì nhiều người bất ngờ nghe tiếng nổ lớn và hốt hoảng chạy ra ngoài. Một số phát hiện lửa bốc cháy đã quay trở lại dập lửa nhưng không thành. Do các kho xưởng ở đây đều chứa các vật dụng dễ cháy nên lửa đã bùng phát rất nhanh và dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân, Tân Phú và quận 8 đã nhanh chóng có mặt. Do nằm sâu trong hẻm hàng trăm mét, lại có địa hình phức tạp nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hiện lúc này đã gần 24 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Tuy đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng cũng đã làm thiệt hại rất nhiều tài sản của kho xưởng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy.